Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu địa hình rất là hot bên em, mà được rất nhiều các bác quan tâm trong thời gian vừa qua. Đó là mẫu địa hình của dòng Sava Carbon, model cao cấp nhất tại điểm hiện tại. Đó là model Mountain Bike 26, Sody 26. Và đồ đạc rất là khủng đúng nhá, mà giá rất tốt, tầm giá trong bên em. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, thì trên khung mình đây thì các bác đã xem thì đây là một mẫu Sava mang thương hiệu của Đức mà em đã từng review rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi. Thì đây là một mẫu cũng là một trong những dòng carbon mà rất là thịnh hot bên em. Và cái mẫu cơ bản cái dòng Sport, dòng Sava địa hình vẫn là cái tông màu đỏ đen, và những thêm một lần này là thêm cái màu trắng ở trên khung hình xe đó thêm, rất là nổi bật. Đây là mẫu Mountain Bike Carbon đây, Sody 26. Đây là một mẫu Sava model cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại trên website chính hãng của dòng Sava. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về dòng Sava mang thương hiệu Đức Carbon này. Hợp kim Carbon đó nhá. Đây Carbon đây. Đây là thông số chính hãng của Sava. Đấy. Các bác chỉ cần lên trên mạng tìm Sava Carbon Mountain Bike 26 là ra cái mẫu cao cấp nhất là thời điểm hiện tại ở bên em đây. Xe rất là đẹp các bác nhá. Đây là những cái dòng xe Carbon Sava mang thương hiệu của Đức. Cái màu xe rất là đẹp, màu đỏ đen trắng, màu sport rất là thể thao. Một trong những cái mẫu mà rất là hot bên em Carbon. Đồ rất là khủng đó nhá. Và tí nữa em sẽ đi vào chi tiết của những cấu hình của xe. Ở khung xe thì nó có tổng thông số của size khung xe đây. Và cái dòng Sava Carbon model 26 này thì bên dưới khung xe sẽ bản nó sẽ to hơn những cái dòng model cũ. Đây, bản rất là to bên dưới khung đây. Khung bên dưới gầm giúp cho xe tạo cảm giác lực rất là chắc chắn nhé. Đây là một mẫu dòng xe địa hình đổ đèo. Và vẫn là cái thương hiệu logo hình quả núi của Sava Developer trên khung giữa xe. Và trong cái quá trình sử dụng của dòng Mountain Bike này thì hầu hết là không tránh khỏi những cái vết xước rồi. Vì đây là mẫu địa hình đổ đèo mà. Đâm ra là những cái vài vết xước nhỏ trên khung xe nhưng không ảnh hưởng gì đến tổng thể của xe cả. Đây, những vết xước trên khung này em quay cho bác khác xem đây. Đây là những vết xước trên khung xe. Nhưng mà không ảnh hưởng đến tổng thể xe các nhá. Vì xe nó qua sử dụng và lại là xe dòng Mountain Bike. Cổ phốt ghi đông chính hãng của dòng Sava. Ghi đông chính hãng của dòng Sava. Đấy. Đây là những dòng Sava cao cấp là đều giữ hình Scope Fighter đây. Đây. Vì đây là một mẫu model cao cấp của dòng địa hình Sava mang thương hiệu model 26 Mountain Bike tay lóng cao su đúc. Và xe được sử dụng với cấu hình rất là khủng các bác nhé. Đồ Shimano chính hãng, Shimano DOD. Và những dòng địa hình Shimano DOD này là đời cao cấp, gần như là cao cấp nhất của dòng địa hình rồi. Trên Antut, Dulay, Aceda và Alivio. Và đằng trước bác nhìn đây thì nó là hình biểu tượng của hình Sava có chữ V trên ghi đông xe. Bên phải em là trang bị với ba tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD nguyên bản theo xe. Đây logo của hình chữ V của Sava đây, Carbon. Những cái dòng Sava địa hình Carbon này thì nó rất nhiều model, nhưng mà đây là một model cao cấp nhất, đó là model 26. Và cái bên khung bên dưới này bản nó sẽ to hơn, giúp xe va đập hay là những cái đường dốc đèo núi rất là chắc chắn trên khung hình xe. Dây được chạy cao cấp với dây êm sườn. Và em nói thêm, đấy là cái bộ ống sóc và mở sóc. Ở đây bên đây em quay bác xem đây. Thì về theo xe thì nó đã bị không còn nữa rồi. Đây em cứ phải quay rõ cho bác xem. Thì về cơ bản thì cái dòng đóng mở sóc này thì không quan trọng, vì đây là một mẫu xe địa hình thì bắt buộc phải chúng ta luôn luôn phải mở sóc rồi, chứ không bao giờ đóng sóc cả.
Đây, nó mất cái bộ đóng mở sóc nhưng mà sóc vẫn hoạt động bình thường thôi nhá. Chỉ là mất đi tính thẩm mỹ của cái đóng mở sóc rồi thôi, không ảnh hưởng đến xe ấy. Sóc dầu. Lốp Maxim. Mayer bạc nạ. Và đây là lốp của nó đây. Lốp thì lốp còn rất là mới luôn nhá. Đây vì những cái gai lốp đi kia trên lốp vẫn còn đây này. Đây lốp còn rất là mới, vẫn còn rất là dày. Những cái gai lốp đi kia này giúp cho bề mặt ma sát bám đường của lốp tốt hơn. Vì đây là một mẫu model địa hình đổ đèo Sapa. Và đây cũng là một mẫu mà được rất nhiều các bác quan tâm. Em rất ít khi về những dòng mẫu carbon Sapa này. Đây, các bác chỉ lên trên mạng gõ là Sapa model Deck Pro 6.0. Đấy, đây là một mẫu Sapa carbon Deck Pro 26 6.0 là ra ngay cái model cao cấp nhất của dòng Sapa. Xe được sử dụng với đùi đĩa trục rỗng. Đấy, rất là cao cấp các nhá. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng đĩa, đặt đĩa chính hãng của Shimano DOD. Dây âm sườn. Và đằng sau là xe được trang bị với củ đề rất là khủng, DORXT, tức là đồ chân của DOD. Củ đề DORXT Shimano chính hãng. Xe được trang bị với 10 tầng lip rất là cao cấp của chính hãng Shimano. Và bên tay phải em là 3 tầng đĩa. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với cặp Mayer bạc đạn hơi cối lổ, có thể thấy có ấy, hơi cối lổ. 10 tầng lip rất là khủng. Vâng, lên lip đây. Lip còn rất là mới luôn nhá. Lip xích còn rất là mới. Vâng, hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Xuống lip. Vâng, 10 tầng lip chính hãng của Shimano. Ở bên phải em là 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng. Xuống đĩa, lên đĩa, chuyển động rất là mượt mà và hầu như không một lỗi chi tiết nào cả. Và đây là tổng thể khung hình xe Sapa Carbon 26 Deck Pro 6.0, model cao cấp nhất của dòng địa hình Sapa Carbon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe cao cấp rất là hot tên em, đó là dòng Sapa Carbon mang thương hiệu của Đức, model 26 Deck Pro 6.0. Một đồ các bác biết là thời điểm hiện tại của dòng Mountain Bike Sapa, màu đỏ đen trắng rất là sport. Cặp Mayer hơi bọc đạn chính hãng của bản thân xe, đồ DOD XT. Và có giá rất tốt bên em là 8.9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.